Rồi chúng ta tiếp tục sang câu số 36. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng? Đây là một câu dạng khẳng định. Chọn lọc tự nhiên luôn làm thay đổi đột ngột tần số allele và thành phần kiểu gen của quần thể. Cái câu này, chọn lọc tự nhiên thì nó sẽ là dựa trên kiểu hình, rồi sau đó cũng sẽ ảnh hưởng đến tần số allele và thành phần kiểu gen, nhưng mà không diễn ra một cách rất là đột ngột mà nó phải diễn ra từ từ, nên là chỗ này là, và cũng chưa chắc là chọn lọc tự nhiên sẽ làm thay đổi, nên là câu này là câu sai. Câu B, quá trình tiến hóa diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các tác nhân gây tiến hóa, thì câu này là câu chính xác. Quá trình tiến hóa nhỏ thì diễn ra trên quy mô của quần thể và nó sẽ chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Câu C, các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen, giảm sự đa dạng di truyền không có vai trò đối với tiến hóa. Đối với các yếu tố ngẫu nhiên, nó là cũng là một thành phần trong cái vai trò của nó là hình thành nên gây ra những cái biến đổi, giảm cái sự đa dạng di truyền của quần thể, nhưng mà nó cũng có vai trò ở trong tiến hóa. Đó là một nhân tố có vai trò trong tiến hóa. Câu D, khi không có tác động của đột biến, chọn lọc tự nhiên và di nhập gen, không có tác động của đột biến nè, chọn lọc tự nhiên nè và di nhập gen nè, thì tần số allele và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi. Cái này đúng, nhưng mà còn thiếu một ý, đó là gì? Thiếu cái yếu tố ngẫu nhiên, có nghĩa là còn cái nhân tố ngẫu nhiên nữa, cái nhân tố mà làm thay đổi đi cái tần số allele và thành phần kiểu gen. Thầy nhắc lại trong cái câu này thì các cái nhân tố mà làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số allele, đó là đột biến nè, chọn lọc tự nhiên nè, di nhập gen và các yếu tố ngẫu nhiên. Đó là bốn cái yếu tố mà làm thay đổi. Rồi bây giờ chúng ta, vậy thì câu 36 đáp án nó sẽ là, đáp án nó sẽ là B. Bây giờ chúng ta sang cái câu số 37. Đây là một cái câu trong cái hỏi về cái quá trình phân bào của tế bào. Người ta cho hai cái tế bào, tế bào 1 và tế bào 2. Người ta biết là không có xảy ra đột biến, các chữ cái A, B, C, D, M và N là ký hiệu của nhiễm sắc thể. Theo lý thuyết thì phát biểu nào sau đây là đúng? Bây giờ chúng ta quan sát cái tế bào 1 này. Chắc chắn chúng ta nhìn thấy là chúng ta biết ở kỳ nào. Đây là ở kỳ giữa. Kỳ giữa hoặc là kỳ sau. Đấy nhỉ? Bây giờ chúng ta coi là câu A, hai tế bào đang ở kỳ sau của nguyên phân. Nếu mà kỳ sau của nguyên phân thì các nhiễm sắc thể nằm ở dạng là kép, nằm ở cái dạng là ở trong cái bộ nhiễm sắc thể lúc này vẫn là 2N kép. 2N kép sau khi tách ra thì sẽ tạo ra thành 2N đơn. Vậy thì chỉ có đúng có một cái tế bào thôi, đó là tế bào 2, đó là A lớn, A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Thì cái này là 2N kép. Vậy thì còn lại cái tế bào 1 thì là M, M, N, N. Thì đây là N kép. Đây là giai đoạn kỳ sau của quá trình giảm phân 2. Lúc này là bộ nhiễm sắc thể, còn lại là N kép. Vậy thì đáp án câu này nó sẽ là đáp án D. Tế bào 1 đang ở kỳ sau của giảm phân 2 và tế bào 2 thì đang ở kỳ sau của nguyên phân. Còn cái câu C chúng ta coi ra nó sai chỗ nào. Bộ nhiễm sắc thể của tế bào 1, 2N bằng 4. Tế bào 1 chúng ta coi 2N, ở đây là N kép. Nếu mà 2, N kép là nó bằng 8, vậy tương ứng N nó bằng 4. Vậy nếu 2N của nó sẽ là bằng 8, chứ không phải là bằng 4. Rồi câu B, khi kết thúc quá trình phân bào ở hai tế bào trên thì một tế bào 1 sẽ tạo ra tế bào lưỡng bội và tế bào 2 sẽ tạo ra tế bào đơn bội. Cái này thì nó ngược lại mới đúng. Đó là tế bào 1 sẽ tạo ra tế bào đơn bội, tại vì giảm phân 2 thì sẽ hình thành nên tế bào con N. Còn tế bào 2 thì sau quá trình nguyên phân thì sẽ tạo ra hai tế bào con của bộ nhiễm sắc thể giống với
mẹ ban đầu là 2N. Vậy câu 37 là đáp án. Rồi bây giờ chúng ta tiếp sang câu 38. Đây cũng là một cái câu lý thuyết về ứng dụng công nghệ gen. Giả sử có hai cây khác loài có kiểu gen là A lớn, A nhỏ, B lớn, B lớn và D lớn, E lớn, E nhỏ. Người ta sử dụng công nghệ tế bào để tạo ra các cây con từ hai cây này. Sử dụng công nghệ tế bào. Thì chúng ta có gì? Người ta cho là gì? A lớn, A nhỏ, B lớn và cái cây đó là D lớn, E lớn, E nhỏ. Sử dụng công nghệ tế bào để tạo ra các cây con từ hai cây này. Theo lý thuyết, trong các phát biểu sau đây về các cây con có bao nhiêu phát biểu đúng? Bây giờ chúng ta phải lọc ra từng cái phát biểu đúng rồi. À, cái gợi ý thứ nhất, các cây con được tạo ra do nuôi cấy tế bào sinh dưỡng của từng cây này có kiểu gen. Nuôi cấy tế bào sinh dưỡng có nghĩa là lấy cái tế bào này tiếp tục cho nó phát triển cái cây có bộ nhiễm sắc thể y như bố mẹ nó ban đầu. Thì có cái kiểu gen đó là A lớn, A nhỏ, B lớn và D lớn, D nhỏ, E lớn, E nhỏ. Thì đây là một cái gợi ý đúng. Vậy thì một đúng. Gợi ý thứ hai, nuôi cấy hạt phấn riêng lẻ từng cây, sau đó lưỡng bội quá để thu được 8 dòng, sẽ thu được 8 dòng thường chủng có 8 kiểu gen khác nhau. Thì cái này số dòng thường chủng mà thầy nhắc cái ý chỗ này để chúng ta nhìn là chúng ta thấy sai. Số dòng thường chủng sẽ bằng số giao tử của các cái kiểu gen. Vậy thì thằng này nếu mà cho giao tử thì chỉ có hai loại giao tử, thằng này cũng cho hai loại giao tử, thì tổng số giao tử của hai thằng này nó sẽ là 4 giao tử, chỉ tạo ra tối đa chỉ là 4 dòng thường chủng mà thôi. Vậy thì cái số 2 sao? Cái số 3. Cái số 3, các cây con được tạo ra do nuôi cấy hạt phấn và gây lưỡng bội quá có kiểu gen là A lớn, A lớn, B lớn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, hoặc là D lớn, E lớn, hoặc là D lớn, E nhỏ, A nhỏ. Nói chung là thằng này sẽ cho ra thành giao tử đó là A lớn, B lớn và A nhỏ, B nhỏ. Đây là hạt phấn của nó. Đây cũng vậy. D lớn, E lớn và D lớn, E nhỏ. Thì khi lưỡng bội quá thì nó sẽ ra như thế này. Nó sẽ tạo ra được 4 cái dòng thường chủng. Vậy thì đúng theo cái đề bài. Vậy thì gợi ý số 3 cũng là một gợi ý đúng. Gợi ý thứ tư, các cây con tạo ra do lai hai cái tế bào sinh dưỡng, hay là còn gọi là cái dung phương pháp dung nạp tế bào trần đó, thì của hai cái cây này với nhau thì có cái kiểu gen, có cái kiểu gen đó là A lớn, A nhỏ, B lớn và D lớn, E lớn, E nhỏ. Phương pháp dung nạp tế bào trần đó là lấy nhân của hai tế bào này ghép lại với nhau để tạo thành một tế bào mới có bộ nhiễm sắc thể chứa của cả hai thằng. Thì cái này nó gồm của hai thằng này là đúng. Vậy thì gợi ý 1 đúng nè, 3 đúng nè, 4 đúng nè. Vậy thì có 3 gợi ý đúng. Đáp án của câu số 38 là đáp án C. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 39. Người ta cho cái phép là B A lớn, B lớn, trên A nhỏ, B nhỏ, X, D lớn, X, D nhỏ, lại với A lớn, B nhỏ, trên A nhỏ, B lớn, X, D nhỏ, Y. Thu được F1. Trong số cá thể F1, số cá thể không mang A lên trội. Số cá thể không mang A lên trội gì? Số cá thể không mang A lên trội là có kiểu gen như thế này. Ở F1. X, D nhỏ. X, D nhỏ.
cộng với là x d nhỏ, thì số cá thể không mang allen đội là chiếm 3%. 3%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán dị với tần số ngang nhau. Theo lý thuyết thì F1 số cá thể mang allen đội là bao nhiêu? Mang allen đội của cả ba. Vậy thì có nghĩa là nó sẽ như thế này. Vậy khi D lớn bằng bao nhiêu? À, bây giờ chỗ này bài này đơn giản thôi chứ không có gì phức tạp cả. Bài này bây giờ người ta cho lặn là 3%, mà hai thằng này mình biết rồi. Cái đời tạo ra giới tính thì thằng này nhân với thằng này thì sẽ tạo ra 4 cá thể. Đó là gì? X, D lớn, X, D nhỏ, X, D nhỏ, X, D nhỏ, X, D lớn, Y và X, D nhỏ, Y. Vậy thì có 4 cá thể mà số cá thể lặn là 2. Vậy thì tương ứng thằng này sẽ là 1/2. Đó. Vậy thì chỗ này sẽ suy ra A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ sẽ bằng là 6%. Đó. Mà chúng ta sẽ có một cái quy luật, đó là gì? À, tổng tất cả A lên trội, à, kiểu đen qua lên trội, đen qua lên trội trừ cho A lên lặng thì sẽ bằng 50%. A lên lặng này là tất cả các A lên lặng. Vậy thì chúng ta sẽ là có tất cả các A lên đội là đây. Đó. Là A B nhân cho D X D lớn gạch sẽ bằng là 50% cộng cho này chỉ qua đây cộng 6% bằng 56%. Đó. Mà thằng đội của giới tính thì có 2 thằng trên 4 thằng, tương ứng là bằng 1/2. Vì chỗ này chúng ta sẽ có là này bằng 1/2, thì nhân 1/2 vô đây sẽ bằng là chia cho 1/2, nó bằng là 56 chia cho 2 thì bằng là 28%. Vậy tổng số A lên đội ở đây đó sẽ bằng là 28%. Đáp án của câu này là đáp án B. Câu 39 B. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu 40. Đây là di truyền quần thể ngẫu phối. Ở một quần thể động vật ngẫu phối, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường gồm hai allen, đó là A lớn trội hoàn toàn so với A nhỏ. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, những cá thể có kiểu hình lặn bị đào thải ngay sau khi sinh. Thế hệ B của quần thể có cấu trúc như thế nào? B 0.6 A lớn A lớn và 0.4 A lớn A nhỏ. Cho rằng không có tác động của các nhân tố tiến hóa khác, theo lý thuyết thì thế hệ F3 của quần thể này có số allen A nhỏ là bao nhiêu? Vậy thì bây giờ chúng ta bắt buộc phải tính từng bước. À, đó là gì? Này sẽ suy ra tần số allen A nhỏ của nó sẽ bằng là thằng này chia 2 là 0.4 chia 2 là 0.2. Vậy thì allen A lớn sẽ bằng là 0.8. Thì suy ra F1 sẽ bằng là 0.64 A lớn A lớn, 0.1632 32 A lớn A nhỏ và 0.04 A nhỏ A nhỏ. Mà thằng này bị chết sau khi sinh. Vậy thì còn lại hai thằng này mình phải làm tròn cho nó về quần thể âm mầm, đó là ngẫu phối mà trở thành trở về bằng 1 thì này nó sẽ là bằng 64 chia cho hệ cộng này là 0.96.
chín sáu a lớn a lớn thì sẽ là 0.32 chia cho 0.96 a lớn a nhỏ, tương ứng là này thì này là bằng 2/3 a lớn này cộng cho 1/3 a lớn a nhỏ. Rồi lúc này nó sẽ bằng 1. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tính giao tử của này. Giao tử của này thì sẽ là a nhỏ sẽ bằng này chia đôi thì là sẽ là bằng 1/6, a lớn sẽ bằng chia ra a lớn sẽ bằng 5/6. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có được f2. F2 thì bằng a lớn bình thì nó sẽ là 25/36 a lớn a lớn. Mười phần 36 a lớn a nhỏ và 1/36 a nhỏ thằng này cũng bị chết sau sinh. Vậy thì chúng ta cũng phải làm một động tác đó là chuyển nó về bằng 1, tương ứng nè thằng này sẽ là bằng 25/36 chia cho thằng này cộng này sẽ là 35/36 ha. Và này sẽ bằng là 10/36 chia cho 35/36 thì tương ứng sẽ bằng là đây là a lớn a nhỏ tương ứng sẽ là 25/35 a lớn và 10/35 a lớn a nhỏ. Rồi chỗ này chúng ta cũng tiếp tục suy ra a lên a nhỏ bằng a lên a nhỏ sẽ bằng là 10/70 hay là bằng 1/7. A lớn suy ra a lớn sẽ bằng là 6/7. Vậy chỗ này chúng ta sẽ tìm được f3 rồi, suy ra f3 sẽ bằng là 36/49 a lớn à 12/49 a lớn a nhỏ và 1/49 a nhỏ. Rồi từ chỗ này chúng ta cũng bỏ đi à, thằng này chết ngay sau khi sinh thì chúng ta cũng chuyển đổi thằng này về 36/49 trên cho hai này cộng lại là 48/49 a lớn cộng cho 12/49 trên cho 48/49 a lớn a nhỏ tương ứng sẽ là 36/48 a lớn và 12/48 a lớn a nhỏ. Từ chỗ này chúng ta suy ra a lên a nhỏ sẽ bằng 12/48 là tương ứng với 1/4. 1/4 mà thằng a nhỏ chỉ chiếm 1/2 thôi thì nó sẽ là 1/8 a nhỏ, và đây chính là cái con số chúng ta cần tìm. Vậy thì đáp án của câu này đó là đáp án C, câu 40 C.
Rồi bây giờ chúng ta sang câu số 41. Ở gen M ở sinh vật nhân sơ có trình tự cắt nu như sau. Này, người ta cho như thế này. Biết rằng các axit axit amin là valin thì được mã hóa bởi bốn loại triplet. Triplet là nằm bộ ba nằm trên cái mạch mã gốc, là gồm có là valin. Được mã hóa bởi bốn loại bộ ba đó là 3 tới 5 phẩy ha. X A A X A G X A T và X A X. Và cái chuỗi polypeptide do M này quy định thì có 31 axit amin. 31 axit amin thì tương ứng với là 93 tới cái bộ ba này 93. Tới cái nu là 93. Ở đây là 91. Ở đây là 88. Còn cái vị trí 64 là ở đây. 63 là ở đây. Còn có sẽ là 91 cái cặp. Đúng. Xin lỗi, 93 cặp nu mã hóa cho 31 axit amin. Rồi bây giờ căn cứ vào cái dữ liệu trên, hãy cho biết trong các dự đoán sau có bao nhiêu dự đoán đúng. Vậy thì bây giờ có bao nhiêu dự đoán đúng thì mình cũng phải làm từng cái thôi. Cái thứ nhất là đột biến thay thế cái cặp GX ở vị trí 88, GX ở 88 thành AT. Vậy nếu chỗ này là A cho nên là T, tạo ra alen mới tổng hợp chuỗi polypeptide ngắn hơn so với chuỗi polypeptide mà M tổng hợp ra. Nếu là AT thì này là A X T sẽ mã hóa ra cái mặt ARN thông tin, nó sẽ là UGA. Mà UGA là cái bộ ba kết thúc, mà bộ ba kết thúc thì đến chỗ này nó sẽ ngừng, mà đến chỗ này nó ngừng thì nó sẽ ít cái số axit amin hơn là đến đây một bộ ba. Vậy thì gợi ý thứ nhất là đúng. Vậy cái số 1 là đúng. Gợi ý số 2, đột biến thay thế cặp nu ở vị trí 63 sẽ tạo nên alen mới quy định tổng hợp chuỗi polypeptide giống với chuỗi polypeptide mà M đã quy định. 63 thay thế cặp nu ở 63. Bây giờ thay thế thì có thể là chỗ này nó sẽ thay thế bằng x này. Nó sẽ thay thế bằng x sẽ thay thế bằng g hoặc là bằng a hoặc là bằng t đó. Vậy thì nó sẽ trở thành ra là gì? X a g x a a hay là x a t. Vậy thì đó chính là những thằng này hết. Vậy thì khi mà thay thế ở vị trí này thì tổng hợp nên cái chuỗi polypeptide giống với cái mạch M ban đầu, tại vì thay thế ở cặp này thì đường nào cũng tạo ra valine thôi. Vậy thì nó cũng không sai khác gì với cái kiểu gen mà M đã quy định ra trước. Đó. Vậy thì cái số 2 cũng là cái đúng. Gợi ý số 3, đột biến làm mất một cặp nu ở vị trí 64. Mất một cặp này. Mất cặp này. Tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi polypeptide có thành phần axit amin thay đổi từ vị trí axit amin số 2 đến số 21. 21 là tới đây. Đó, mà mất một cặp này thì nó phải thay đổi. Nếu mà mất một cặp này sẽ thay đổi từ vị trí này trở về sau. Đột biến mà mất hoặc thêm một cặp thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái số axit amin từ vị trí đột biến từ ngay vị trí đó trở về sau.
Còn cái đề nó lại nói là từ ở axit amin số 2 cho đến axit amin số 21. Vậy là sai, nói ngược ha. Vậy số 3 là sai. Số 3 là để ý sai. Số 4. Đột biến thay thế một cặp ở vị trí 91. Thay thế một cặp ở vị trí 91. Tạo nên alen mới tổng hợp. Chuỗi polypeptide thay đổi một axit amin. À, bây giờ 91 để thay cái cặp này thành AT. Thì nó sẽ là thay đổi cái axit amin so với một axit amin so với ban đầu. Thì đúng rồi. À, T thay đổi thành TA mới đúng. TA. TA. Nếu mà thay đổi thành cái cặp TA thì cái này sẽ là tạo thành một cái axit amin mới ngay ở vị trí này thôi. Vậy thì đây cũng là một gợi ý đúng. Vậy tổng cộng chúng ta có đó gợi ý 1 đúng nè, 2 đúng nè, 4 đúng nè. Vậy thì câu này đáp án nó sẽ là câu 41. Đáp án sẽ là đáp án C, có 3 gợi ý đúng. Được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu 42. Đây là một cái câu phá hệ khá là phức tạp, rất là mất nhiều thời gian. Chúng ta phải làm ra được một cái sơ đồ phá hệ, rồi sau đó chúng ta mới tính toán được. Bây giờ thầy giải trước cái sơ đồ phá hệ như thế này, nhưng mà có thể tóm lược như thế này. Đó là Hùng, cái bệnh M là một cái bệnh do một gen cộng hai allele quy định. Một cặp vợ chồng là Hùng bị bệnh, Hương không bị bệnh. Đó. Sinh ra con gái là Hoa không bị bệnh. Hoa kết hôn với Hà. À, mà Hà này là rất phức tạp đây. Hà này là không bị bệnh nhưng mà nằm ở trong một cái quần thể, đến từ một cái quần thể ở đạt trạng thái cân bằng có số allele gây bệnh là 1/10.
Vậy thì chỗ này tương ứng là hà. Hà tới từ A lên ghi bệnh là 1 phần 10, vậy tương ứng là A nhỏ bằng 0.1 và A lớn bằng 0.9. Vậy thì cái quần thể chỗ này sẽ là 0.81 A lớn, 0.18 A lớn, A nhỏ và 0.01 A nhỏ. Đây là cái quần thể của hà. Hả? Sinh ra con gái là hiền, không bị bệnh. Một cặp vợ chồng khác là Thành và Thủy đều không bị bệnh. Sinh ra con gái là Thương bị bệnh và con trai là Thắng không bị bệnh. Thắng kết hôn với Hiền, sinh ra một đứa con gái đầu lòng, đó là Huyền, không bị bệnh em ạ. Biết rằng không xảy ra đột biến mới, tất cả những người trong gia đình dựa vào thông tin trên hãy cho biết các dự đoán sau đây có bao nhiêu dự đoán đúng. Đề năm nay nó lại hướng tới là cho nhiều cái đáp án và chọn ra những cái đáp án đúng, thì đây bắt buộc chúng ta phải giải hết từng đáp án và đây là cũng là một cái để làm rất là mất thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái bệnh này là cái bệnh. Trước tiên giải cái bài phá hệ thì mình phải khẳng định đây là cái bệnh do ren trội hay là ren lặn, nằm trên nhiễm sắc thể thường hay nằm nhiễm sắc thể giới tính trước cái đã. Bây giờ Thành với Thủy không bị bệnh mà Thương bị bệnh, thì đây chắc chắn là nằm trên bệnh này sẽ là bệnh do ren lặn quy định. Ren lặn quy và coi nó có nằm trên nhiễm sắc thể giới tính không. Nếu nằm trên Y thì đương nhiên là nằm trên Y thì không thể nằm trên nhiễm sắc thể giới tính được. Nếu mà nam ở trong đây không có xuất hiện, nam đây bị bệnh nhưng mà không sinh ra, nếu mà không có xác định được. Còn nếu mà nằm trên X thì nếu mà con gái bị bệnh thì bắt buộc phải đây phải có X A nhỏ thì cha phải bị bệnh rồi đó. Còn ở đây là mẹ phải có một X A nhỏ, vậy thì cũng phải đây là do nằm trên nhiễm sắc thể thường, bệnh nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu nằm trên nhiễm sắc thể thường rồi. Rồi vậy thì mình sẽ có được hiểu đây. Này bị bệnh sẽ là A nhỏ. Vậy thì đây A nhỏ mà bố mẹ không bị bệnh thì đây phải là A lớn A nhỏ. Đây cũng sẽ là A lớn A nhỏ. Ở đây bị bệnh sẽ là A nhỏ. Và ở đây bị bệnh nhưng mà ở đây không bị bệnh thì đương nhiên đây phải có một A lớn. Vậy thì đây sẽ là A lớn A nhỏ. Rồi. Còn lại Hà thì là đây. Rồi bây giờ mình sẽ xem đôi gợi ý thứ nhất, đó là xác suất Huyền mang A lên bệnh M là bao nhiêu. Bây giờ mình coi coi Huyền là đây, thì đương nhiên mình phải tính được cái A lên của mẹ và ba của Hiền Huyền. Vậy thì ở tháng này thì dễ tính rồi, tháng này thì nó sẽ nằm trong cái khả năng đó là 1/3 A lớn và 2/3 A lớn A nhỏ. À, đây là kiểu ren có thể xuất hiện ở Thắng. Vậy mình coi cái kiểu ren xuất hiện ở Huyền, ở Hiền là bao nhiêu thì mình sẽ tính ra được Hiền. Vậy thì ở Hoa đây sẽ là ở đây có rồi. Bây giờ coi ở đây Hà không bị bệnh thì nó nằm ở trong cái khoảng này. Ở trong cái khoảng này thì tương ứng là bỏ thằng này đi, tại không bị bệnh mà bỏ thằng này đi thì nó sẽ là 0.81 chia cho 0.2 này lại 99 A lớn và 0.18 chia cho 0.99 A lớn A nhỏ, này tương ứng là 9/11 A lớn A lớn.
đây sẽ là 2/11 a lớn a nhỏ. Rồi. Vậy thì kiểu ren của Hà là 9/11 a lớn và 0 và 2/11 a lớn a nhỏ. Còn đây là kiểu ren của Hoa. Vậy thì bây giờ mình sẽ kết hợp kiểu ren của Hoa và kiểu ren của Hà và Hoa lại thì sẽ ra kiểu ren của Hiền thôi. Vậy thì khi Hoa và Hà kết hợp với nhau thì tương ứng ở bên đây có hai loại vô tử, đó là 1/2 a lớn và 1/2 a nhỏ. Bên đây sẽ là, này tách ra sẽ là 1/11 a nhỏ và 10/11 a lớn. Rồi. Vậy thì cho ra huyền. Huyền sẽ là này, này nhân với này sẽ là 1/22 a lớn a nhỏ. Này nhân với này sẽ là 10/22 a lớn a nhỏ. Này với này sẽ là 10/22. Rồi xin lỗi, này là a lớn a lớn. Này này sẽ là 10/22 a lớn a nhỏ. Và đây sẽ là 1/22 a nhỏ a nhỏ. Mà chúng ta thấy là Hiền không bị bệnh thì Hiền nằm ở trong đây. Hiền nằm đây. Đó. Hiền nằm ở đây thì vậy thì kiểu ren của Hiền là ở chỗ này sẽ là, gom lại đây là 10/ mình phải gom lại tại vì bỏ đi rồi, bỏ thằng này rồi. Bây giờ tương ứng gom lại, hai này gom lại là 11/22, này là 10/22. Có vậy tổng cộng là còn có 21/ thôi. Mà 21/ vậy thì tương ứng là sẽ là 10/(21) a lớn và còn lại là 11/(21) a lớn a nhỏ. Nếu mà quy đọc xong nè, thì chúng ta ra được cho đó. Thì đây là kiểu ren của Hiền 10/21 a lớn và 11/21 a lớn a nhỏ. Rồi, bây giờ lấy kiểu Hiền với Thắng kết hợp lại với nhau thì sẽ ra được kiểu ren của Huyền. Rồi. Đây là Hiền kết hợp với Thắng tương ứng là ở đây cho vô tử. Cho vô tử là 11/42. 11/42 a nhỏ thì còn lại là 31/42 a lớn sẽ kết hợp với Thắng bên đây là 1/2/3 a lớn và 1/3 a nhỏ. Rồi vậy thì sẽ ra Huyền. Huyền sẽ có kiểu này, này nhân cái này vô thì nó sẽ là 62/126 a lớn này nhân với này sẽ là 31/6/126 cộng với này nhân với này là 22, 31 với 22 là 53/126 53/126 a lớn a nhỏ. Này nhân với này sẽ là 11/126 a nhỏ đó. Thì đây là kiểu ren của Huyền. Người ta hỏi là xác suất Huyền mang Allen bệnh là bao nhiêu. Bây giờ Huyền là cái đứa không bị bệnh, không bị bệnh là bỏ thằng này đi mà. Vậy thì chỉ có 53 với 62 phần ở đây thôi. Vậy thì tổng cộng hai này lại là 115 phần.
mà khả năng hiền mang bệnh, có nghĩa là khả năng xuất hiện A lớn A nhỏ sẽ là 53/1/5. Đây là khả năng hiền mang A lên bệnh đó. Nếu mà là A lớn A nhỏ thì là 1/53/1/5. Vậy thì đáp án của chúng ta đó là 53/1/5. Vậy thì gợi ý số 1 là đúng. Vậy là câu 42 số 1 đúng. Rồi, gợi ý thứ hai. Xác suất để sinh con thứ hai là con trai không bị bệnh M của Thắng và Hiền là 115/225. Sinh đây là sinh con trai mà không bệnh. Ở đây, nếu con trai sinh ra đứa không bệnh là khả năng là bao nhiêu đây? À, là 115/126 là không bệnh. Nhưng mà sinh con trai là nhân thêm 1/2 nữa. Đó, nhân thêm 1/2 nữa thì nó sẽ bằng là 115/252. Thì đây là khả năng mà Huyền và Thắng, Huyền và Thắng sinh con trai không bị bệnh. Vậy thì gợi ý của chúng ta là gợi ý số 2 cũng là gợi ý đúng. 2 cũng đúng. Nào, gợi ý số 3. Có thể biết chính xác kiểu gen 5 người trong gia đình trên. Chính xác kiểu gen 5 người trong gia đình trên. Ở đây, bị bệnh là nặng là chúng ta biết 1 người, 2 người. Ở đây nãy thì chúng ta cũng hướng dẫn chúng ta cũng biết đây rồi. 3 người, 4 người, 5 người. Vậy là gợi ý số 3 cũng là gợi ý đúng. Gợi ý thứ tư. Xác suất để Hà mang A lên gây bệnh là 5/11. Hà mang A lên gây bệnh là 5/11. Chúng ta tìm ra rồi. Hà ở đây nếu mà có rơi vào cái trường hợp là A lớn A nhỏ, có nghĩa là mang A lên gây bệnh thì chỉ 2/11 thôi, chứ không phải là 5/11. Vậy thì gợi ý thứ tư là sao? Đúng không? Thì đáp án câu này sẽ là đáp án B. Vậy thì đối với bài toán này, trước tiên thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là phải làm ra một cái phả hệ. Đây là một cái câu để mà dạng như là làm mất thời gian của chúng ta. Và cũng là cái mà để lấy điểm 10 ở cái câu này. Nó hơi dài dòng một xíu, rắc rối ở cái chỗ Hà này thôi. Nếu còn lại thì nó cũng giống như một cái bài toán phả hệ bình thường, không có gì cả. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu số 43. Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét hai gen, xét hai cặp gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ phân ly độc lập cùng quy định tính trạng màu sắc kiểu hoa. Kiểu gen có cả hai alen trội là A lớn, B lớn thì sẽ cho ra hoa màu đỏ. A lớn, B lớn thì sẽ cho ra hoa đỏ. Kiểu gen chỉ có một loại A lớn thì cho ra hoa màu vàng. A lớn thì sẽ cho ra hoa vàng. Rồi. Còn lại là cho ra kiểu gen màu trắng. Vậy còn lại nó sẽ là A nhỏ, B lớn và là trắng. Và A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Đó. Là trắng. Mà theo phân ly độc lập thì cái tỷ lệ nó sẽ là 9-3-1 như thế này. Rồi. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Hoa đỏ tự thụ phấn, hoa đỏ có nghĩa là có A lớn và có B lớn tự thụ phấn mà ra 3 loại kiểu hình, có nghĩa là có đỏ, có vàng, có trắng, thì tương ứng đây phải là hai cặp dị hợp. Đó. Đó thì nó sẽ ra đây. Biết rằng không có đột biến xảy ra, sự biểu hiện kiểu gen không phụ thuộc vào môi trường,
theo lý thuyết trong các kết luận sau đây có bao nhiêu kết luận phù hợp với phép Lightroom? Đây lại là một cái câu cho nhiều cái gợi ý mà chúng ta phải tìm ra những cái gợi ý đúng. Gợi ý thứ nhất là số cây hoa trắng có kiểu ren dị hợp ở F1 là 12,5%. Số cây hoa trắng sẽ có 4 cây hoa trắng dị hợp. Dị hợp thì chỉ có thằng này có khả năng có dị hợp, mà thằng này thì ba thằng sẽ có hai thằng dị hợp. Hai dị hợp trên 4 sẽ bằng là 50%. À xin lỗi. Số cây hoa trắng dị hợp của cả F1, số cây hoa trắng dị hợp của cả F1 là 2 trên tổng số là 16 tổ hợp, thì 2/16 sẽ là 1/8, tương ứng là 12,5%, chính xác. Thì gợi ý 1 đúng. Câu 43, 1 đúng. Gợi ý 2, số cây hoa trắng có kiểu ren đồng hợp tử ở F1 là 12. Thằng này là hoa trắng đồng hợp tử. Thằng này trong 3 thằng thì có thằng đồng hợp. À, luôn luôn trong những thằng này có đều có thằng đồng hợp thì cũng sẽ có 2/16 thằng đồng hợp tử, tương ứng là 12,5%. Vậy số 2 cũng đúng. Rồi. Số 3. F1 có 3 loại kiểu ren quy định kiểu hình quadrat. Có 3 loại kiểu ren quy định kiểu hình quadrat. Ở đây chúng ta nhìn thấy có 2 thôi đúng không? Nhưng mà thật sự thằng này là có 2 thằng. Gồm có là gì? Đó là A nhỏ, B lớn, B lớn. Hai thằng A nhỏ, B lớn, B nhỏ và một thằng A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Vậy thì gợi ý số 3 cũng là gợi ý đúng. Gợi ý số 4. Trong các cây hoa trắng ở F1, cây hoa trắng đồng hợp chiếm trong các cây hoa trắng, cây hoa trắng đồng hợp chiếm 25%. Trong các cây hoa trắng thì chỉ có 4 cây hoa trắng thôi, mà cây hoa trắng đồng hợp thì có 2, 2 trên 4 là 50% chứ không phải là 25%. Vậy gợi ý số 4 là sao? Vậy thì đáp án câu này sẽ là đáp án D. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta sang câu 44. Ở một loài thực vật xét hai ren nằm trong nhân tế bào. Mỗi ren đều có hai len. Cho hai cây B thuần chủng khác nhau về cả hai cặp ren giao phối với nhau. Thu được F1, cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lạnh. Đây là phép lai phân tích. Thu được FA. À, biết rằng không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị thì tần số bằng 50%. Vậy thì ở đây là bài phân ly độc lập. Sự biểu hiện của các ren không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lý thuyết, trong các trường hợp về tỷ lệ kiểu hình sau đây có tối đa bao nhiêu trường hợp đúng? Ở FA nếu mà cho hai cặp ren tự thụ phấn với nhau thì nó sẽ tạo ra tối đa là cái kiểu ren ở đời F1 sẽ là dị hợp, mà cho cái thằng F1 mà dị hợp nhiều nhất là hai cặp ren mà đi tự thụ, lai với cái cơ thể đồng hợp tử lặng thì là lai phân tích thì sẽ cho nhiều nhất là 4 cái cơ thể thôi, 4 tổ hợp thôi. Vậy thì chúng ta nhìn thấy nè, cái số 1 là tỷ lệ ra là 9331, không thể nào lai phân tích mà ra 9331 được. Rồi cái số 2 là 31, có khả năng đúng. Cái số 3 là 11, nếu mà dị hợp một cặp thì đúng. Cái số 4 là 3311, không thể nào lai phân tích mà nếu mà không có hoán dị ren thì không thể nào ra là 3311 được. Không thể nào mà đến 8 cái loại tổ hợp được, ra 8 tổ hợp được. Số 5 là 121, là 4 loại được. Số 6 1111 cũng là 4 tổ hợp được. Vậy thì chúng ta gồm có là gì? Số 2 đúng nè, số 3 đúng nè, số 5 đúng nè, số 6 đúng nè. Vậy chúng ta sẽ có 4 đáp án đúng. Và đáp án của câu này sẽ là đáp án B, câu 44B. Alo.
bên phòng kia hay sao? Tự à, cho em thổi luôn hả? Rồi chào anh em thổi luôn là nghe điện thoại đi, nghe rồi. Alo. Sao nhắn hôm qua có anh chị điện cho anh chị rồi, anh đi dạy rồi. Giờ đi dạy rồi, chưa tới giờ đi dạy rồi. Dặn qua lại đi, qua lại sắp xếp lại, dặn qua lại sắp xếp lại. Đó, chính đến đợi giờ nào cũng sao cũng thấy được. À, dạ, bên quản lý của em trước đi. Đang quay quá hả? À, quạt lên để đánh đánh. Còn mấy quý rồi à, làm để xong luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu 45. À, ở một loài thực vật lưỡng bội, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với là A nhỏ quy định thân thấp. B là hoa đỏ trội hoàn toàn so với B lớn, trội hoàn toàn so với B nhỏ là hoa vàng. Cho ba cây thân thấp hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1, biết rằng không có đột biến. Theo lý thuyết thì các trường hợp về các kiểu hình sau đây có tối đa bao nhiêu trường hợp phù hợp với kiểu hình của F1? Cho ba cây nè, chúng ta sang câu 45 ha. A lớn là cao, A nhỏ là thấp, B lớn là đỏ, B nhỏ là vàng. Cho ba cây thấp đỏ, ba cây thấp đỏ, ba cây thấp đỏ. Vậy ba cây thấp đỏ có thể là ba cây như thế này. À, hoặc đó là ba cây như thế này. À, hoặc trường hợp nữa đó là hai cây đồng hợp và một cây dị hợp. Và một trường hợp nữa là hai cây dị hợp, một cây đồng hợp. À, vậy thì chỉ có bốn trường hợp này xảy ra. Tự thụ phấn có nghĩa là cho từng trường hợp tự thụ phấn. Theo lý thuyết thì trường hợp nào sau đây về tỷ lệ kiểu hình có tối đa những tỷ lệ kiểu hình là phù hợp? Đúng. À, thằng này nếu mà tự thụ thì sẽ ra là 100% thấp đỏ. Vậy thì sẽ là cái gợi ý số 3 sẽ đúng. Nếu thằng này tự thụ thì sẽ tạo ra là 3 thấp đỏ, thì tất cả là chắc chắn là sẽ ra thấp đó nha, 3 đỏ và 1 vàng. Vậy thì cái gợi ý số 1 cũng đúng. Rồi. Nếu như ở thằng này, thằng này tự thụ thì hai thằng trên sẽ tạo ra là tương ứng là 8 cái cây. Mình tính tỷ lệ nó ra 4 cây hết nha, tại nó ra phải cùng với dưới thằng này thì chúng ta mới tính tổ hợp tất cả các tổ hợp lại được. Thì sẽ có là mỗi một thằng vậy khi tự thụ sẽ cho ra là 4 cây đỏ ha. Vậy thì sẽ là hai cây thì sẽ có là 8 cây đỏ, và thằng dưới thì sẽ là có 3 đỏ và 1 vàng. Vậy thì tổng cộng lại là nó sẽ có là 11 đỏ và 1 vàng. Vậy thì đây gợi ý số 4 cũng đúng. Đây là gợi ý số 3, đây là gợi ý số 1 nè,
đây là gợi ý số 4. Và đây nếu này thay này thì nó sẽ cho ra là một thằng thì sẽ 3 đỏ, một vàng thì hai thằng sẽ là 6 đỏ, hai vàng. Và thằng này sẽ cho ra là 4 đỏ. Để cộng lại sẽ có là 10 đỏ, hai vàng. Tương ứng là 5 đỏ, 1 vàng. 5 đỏ, 1 vàng thì sẽ là gợi ý số 2. Vậy chúng ta sẽ có các gợi ý đúng đó là 3, 1, 4, 2. Chỉ có 4 trường hợp đó thôi. À. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án đó là đáp án A. Còn 4 thì gợi ý đúng. 3 phép lai. Phép lai 1. X A lớn. X A lớn nhân với X A nhỏ Y. Phép lai 2 là X A nhỏ. X A nhỏ nhân với X A lớn Y. Và phép lai 3 D lớn D nhỏ nhân với D lớn D nhỏ. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, hai allen trội là allen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra các đột biến phép lai nào. Các phép lai trên đều tạo ra F1 cho các cá thể F1 ngẫu phối với nhau tạo ra F2. Theo lý thuyết thì trong các cái phép lai có, người ta cũng cho mình các cái gợi ý và mình cũng phải chọn ra bao nhiêu gợi ý đúng. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là người ta hỏi tới F2 rồi nên mình phải làm ra. Bây giờ F1 thì này sẽ là X A lớn X A nhỏ sẽ là X A lớn Y nè. Phải tạo ra F2 luôn. F2 thì sẽ là X A lớn X A lớn X A lớn X A nhỏ X A lớn Y và X A nhỏ Y. Tương tự này F1 sẽ là X A nhỏ X A lớn X A nhỏ Y. Hai này kết hợp lại sẽ ra F2 là X A lớn X A nhỏ X A nhỏ X A nhỏ X A lớn Y và X A nhỏ Y. Phần này sẽ ra là 1 D lớn D lớn, 2 D lớn D nhỏ, 1 D nhỏ D nhỏ. Và này thì phân lý độc lập thì trải qua bao nhiêu đời thì nó cũng vậy thôi. Rồi người ta hỏi gợi ý thứ nhất, hai phép lai đều có cho F2 kiểu hình giống nhau ở hai giới. Trong ba phép lai này có hai phép lai là cho nhau giống kiểu hình ở hai giới. Bây giờ thằng này á là 3-1 và cái tính trạng lặng á thì luôn luôn là cái quan định. Thằng này là tỷ lệ 1-1, có đực có cái ha, tỷ lệ đều nhau. Và thằng này thì sẽ là sẽ cộng với giới tính vô đây thì nó sẽ tương ứng ra là có được có cái đầy đủ đều nha. Vậy thì cái gợi ý đầu tiên là một cái gợi ý đúng gồm hai cái, đó là cái số 2 và cái số 3 sẽ có là kiểu hình giống ở cả hai giới. Rồi gợi ý số 2. Hai phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân ly 3 trội 1 lặng. Vậy thì 3 trội 1 lặng này là 3 trội 1 lặng thì tương ứng là cái gợi ý số 2 sẽ là giữa thành số 1 và thành số 3 cũng là có 3 trội và 1 lặng. Gợi ý số 2 cũng đúng. Gợi ý số 3. Một phép lai cho F2 kiểu hình lặng chỉ gặp ở một giới, lặng chỉ gặp ở một giới thì đây
Đây, là mình chỉ gặp ở một giới thôi. Thế thì đó là cái số 1 là ở một giới. Và cái số 4, hai phép lai đều cho F2 có tỷ lệ phân ly kiểu gen giống với tỷ lệ phân ly kiểu hình. Tỷ lệ phân ly kiểu gen giống với tỷ lệ phân ly kiểu hình. Ở đây kiểu gen là có 1 kiểu gen, 2 kiểu gen, 3 kiểu gen, 4 kiểu gen. Nhưng mà tỷ lệ kiểu hình thì là 3:1 thì không được. Ở đây tỷ lệ kiểu gen 1 kiểu gen, 2 kiểu gen, 3 kiểu gen, 4 kiểu gen. Nhưng tỷ lệ kiểu hình thì là 1 đội 1 lần, 2 đội 2 lần tương ứng là 1 đội 1 lần. Ở đây 1 kiểu gen, 2 kiểu gen, 3 kiểu gen, nhưng mà có hai kiểu hình thôi, đó là tội và lặng ha. À, vậy thì cái gợi ý thứ tư là sai, vì chúng ta có ba cái kết luận đúng. Vậy là đáp án câu số 46 sẽ là đáp án A. Rồi, tiếp theo chúng ta sang cái câu số 47. Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc, màu mắt được quy định bởi một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 4 allele. Các allele này là trội hoàn toàn. Người ta tiến hành các phép lai sau. Phép lai 1. Phép lai 1 đó là cho mắt đỏ lai với mắt nâu. Thì ra đó là 25% đỏ, 25% vàng và 50% nâu. À, vậy chỗ này chúng ta thấy một điều đó là gì? Mắt đỏ lai với mắt nâu mà ra 50% nâu, có nghĩa là chiếm hai thằng cho 4. Đây là tương ứng là 1 1 1 2 1, tương ứng là 4 cái kiểu 4 cái tổ hợp. 4 tổ hợp thì tương ứng hai thằng này phải là dị hợp, mà dị hợp mà thằng này cho ra 50% thì tính trạng thằng nâu này sẽ trội, nâu sẽ trội hơn đỏ. Vậy mình gọi giao tử A1 là nâu đi, nó thì nó sẽ lớn hơn giao tử thằng này mình chưa biết là bao nhiêu, nhưng mình gọi đó là giao tử A2 đi, là đỏ. Rồi còn cái giao tử A3 thì A2 thì nó cho ra 25% thì nó cũng như nhau, thì mình cho thằng đỏ là A2 thì vàng sẽ là A3 là vàng. Yeah. Rồi phép lai 2 là cho vàng lai với vàng, ra đó là 75% vàng và 25% trắng. Vậy tương ứng là vàng là trội ha, và trắng này là nó không tội bạc, nó nặng hơn, vậy là trắng là A4 này. À, vậy bây giờ mình quy định về cái allele rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ quy định về kiểu gen. Thằng này vàng, này trắng, chỉ có hai loại allele thôi. Ví dụ như A3, A4. Này là A3, A4. Vậy thì này sẽ là 1 A3, A3, 2 A3, A4 và 1 A4, A4, tương ứng là 3 vàng, 1 trắng. À, phù hợp. Rồi, nâu. Nâu bây giờ đỏ với nâu làm sao đây? Nâu chắc chắn là sẽ có A1. À, mà muốn có đỏ thì bên đây là phải có A2. Muốn có vàng thì phải có A3. À, vậy thì nâu này có thể là ở phép lai 1 nè. Phép lai 1, nâu. Nâu có thể đó là gì? A1, A2. Có thể đó là A1,
A3, có thể đó là A1, A4. Ừ. Rồi thằng đỏ. Thằng đỏ thì cũng có thể đó là A2, A3. A2, A4. Nhưng mà cũng có trường hợp đó sẽ là gì? Trường hợp đồng hợp đó là A1 hoặc là A2. Nhưng mà mình đã loại cái trường hợp này đầu tiên, lý do là sao? Tạo ra cho ra 4 tổ hợp lần, nên là khi có đồng hợp thì nó sẽ không cho ra được số tổ hợp. Đúng như thế. Thì bây giờ trường hợp thứ nhất, ví dụ như A1, A2 lai với A2, A3. Trường hợp này A1 với A2, A1, A3 là ra 2 đồng. Đúng. A2 lai với A2 là ra đỏ. Đúng. A2 với A3 là cũng ra đỏ. Vậy trường hợp này là không có. Đó. Không xảy ra. Rồi. Trường hợp này lai với trường hợp này là sẽ cho ra là thằng này lai với này là nâu, này với này cũng nâu. Nói chung là chúng ta nắm chắc một điều đó là gì? A1 là nâu rồi, thì khi nó lai bất kỳ với thằng nào đi dị hợp thì nó cũng sẽ cho ra 2 nâu. Mà nếu mà cho ra 2 nâu rồi thì cái phép lai ở đời thứ nhất này chúng ta cũng không quan tâm tìm tới lần, mà chúng ta nhảy chúng ta tìm luôn đáp án được rồi đó. Chứ bây giờ giải thích từng cái nó lâu quá. Đó là gì? Bây giờ thằng này là nó dị hợp, đúng không? Mà người ta nói là gì? Cho mắt nâu ở F1 giao phối với cá thể mắt vàng ở F2. Chắc chắn là một trong ba thằng này nè, lai với mắt vàng, là thằng này A3 và A4. Thì người ta hỏi là kết quả ở đời sau nó sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ có hai thằng nâu. Tại vì có A1 rồi, khi kết hợp với A3, A4 thì nó cũng sẽ ra là hai thằng A1 dạ. Đúng không? Hai thằng A1, A2. Ôi xin lỗi, A1, A3 và một thằng đó là A1, A4. Vậy thì sẽ có hai nâu. Có hai nâu, tương ứng là 50%. Đó. Thì ngay chỗ này chúng ta tìm ra được đáp án rồi, không cần phải làm thêm làm gì nữa. Đó là gì? Đáp án C, 50% cá thể mắt thể nâu và 50% là vàng. Tôi xin lỗi, 20% là vàng, 20% là trắng. Thì tương ứng nếu mà 20% là vàng, 20% là trắng thì nó nằm ở thằng này. Đó. Và tương ứng là thằng này nó sẽ phù hợp. Thì nếu không thì chúng ta sẽ lấy thằng này chúng ta tử vô. Mấy thằng này thì chắc chắn là đúng, thằng này nhân với này sẽ ra là hai thằng nâu. Nha. Thằng này là nó nặng nhất thì sẽ ra là một đỏ, một vàng. Đó là phù hợp với đời F1. Thằng này vô đây thì sẽ cũng ra là hai thằng nâu và một thằng đỏ, một thằng trắng thì nó không phù hợp. À, vậy thì sẽ là thằng này kết hợp với thằng này ở đời thứ nhất, phép lai thứ nhất là phù hợp. Vậy thì đối với cái bài này thầy nhắc lại, khi chúng ta xác định được cái allele của nâu là nó trội nhất rồi mà nó ở trạng thái là dị hợp, thì khi nó thực hiện phép lai với một cơ thể dị hợp bất kỳ nào khác đi được chăng nữa thì nó cũng sẽ cho ra hai cái allele trội ở hai cái đời, ở hai cái tổ hợp ở đời sau. Nó mà cho ra hai cái tổ hợp có chứa gen trội của nó thì tương ứng là nó phải chứa là 50%. Đó, không có đường nào khác được nữa. Đó, nên đáp án của cái câu 47 sẽ là đáp án C. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu số 48. Từ một tế bào soma có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2N qua một số lần nguyên phân liên tiếp thì tạo ra các tế bào con. Tuy nhiên trong một cái lần phân bào thì ở một tế bào con có hiện tượng là tất cả các nhiễm sắc thể không phân ly. Vậy thì nó sẽ hình thành nên cái cơ thể là 4N. Tế bào 4N này cũng tiếp tục tham gia vào cái chu kỳ nguyên phân bình thường giống như là cái chu kỳ của các thằng 2N. Kết thúc quá trình liệt tạo ra 240 tế bào con. Vậy theo lý thuyết thì số tế bào trong số tế bào con hình thành thì có bao nhiêu tế bào là chứa bộ nhiễm sắc thể là 2N. Vậy thì bây giờ mình cũng xác định như thế này, đó là giả sử như là không có hiện tượng sát nhập
không có hiện tượng là các cái nhiễm sắc thể không phân ly, mà nó phân ly bình thường hết, thì mình coi coi nó sẽ tạo ra được bao nhiêu. Ví dụ như một tế bào 2 nè, nó nguyên phân chu kỳ lại tạo ra, và nếu là một thì sẽ tạo ra là 2 tế bào, 2 thì sẽ tạo ra là 4, 3 sẽ là 8, 4 sẽ là 16, 5 sẽ là 32, 6 sẽ là 64, 7 sẽ là 128 và 8 sẽ là 256. Thì nếu mà nó là 2 mũ 8 thì nó sẽ tạo ra là 256 tế bào con. Tại sao mà 256 thì dừng lại nè? Tại vì nó tạo ra là 240 tế bào con, thì tương ứng nó phải nằm gần với cái con, cái số lần phân bào nào đó, đúng không? Bây giờ có 7 lần được không? 7 lần thì có 128, mà trong khi số tế bào con thì nó tới bao nhiêu? Nó tới là 240. Nó không thể điều đó xảy ra. Nếu là 9 lần thì nó sẽ là tới 500 mấy nữa, mà 500 mấy thì sao sáp nhập tế bào mà nó còn lại 240 được đó. Vậy thì nó sẽ là chu kỳ phân bào của nó sẽ là 8 lần, và tạo ra nếu mà bình thường ha, bình thường thì sẽ tạo ra là 256 tế bào con. Mà số tế bào con thực tế có ha, số tế bào con thực tế có chỉ là 240. Vậy thì số tế bào con này nó hụt so với cái lý thuyết là bao nhiêu? Là 16 tế bào. Vậy thì thầy hỏi chứ 16 tế bào này ở đâu mà nó bị hụt? Chắc chắn là nó sáp nhập vô thằng này rồi, đúng không? Có nghĩa là cái nhiễm sắc thể của 16 tế bào này nó đã bị nhập vô với 240. Đó, tương ứng là nó cũng sẽ nhập vô là 16 tế bào khác để tạo ra 4 hình nào. Đó, vậy thì chỗ này chúng ta sẽ thực hiện một phép trừ là còn lại 224. Là đây là những thằng không bị không bị nhiễm sắc thể không phân ly. Có nghĩa là đây là những tế bào phân ly bình thường, tương ứng với là 2N. Còn những thằng không phân ly có nghĩa là những cái thằng mà có số lượng nhiễm sắc thể bị sáp nhập vào là 16 tế bào. Vậy là số tế bào mà 4N, đây là 4N đây, và 2N đây. Vậy thì đáp án của câu này sẽ là đáp án C, câu 48C. Chúng ta tiếp tục qua cái câu số 49. Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc lông do một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 3 allele quy định. Có 3 allele quy định. Trong đó lông đen là cội của thằng con. Vậy mình quy định đi, A1 là đen. Cội thứ 6 là 2 là xám. Và trội hơn lông trắng, A3 là trắng. Một quần thể đang ở đạt trạng thái cân bằng di truyền có 70% lông đen, 24% lông xám và 1% lông trắng. Vậy thì quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, chúng ta sẽ quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền khi nó như thế này. Đó là B bình, mình gọi đây là B luôn ha. B, Q và R tương ứng với 3 là B bình A1 2 lần cộng 2 lần B, Q A1 A2 cộng cho 2 lần B, R A1 A3 và cộng cho Q bình A2 A2 cộng cho 2 lần Q R A2 A3 và cộng cho R bình A3 Đây là cái quần thể cân bằng di truyền. Thằng này 75%,
thằng này 24%, thằng này 1%. Vậy có 1% chỗ này, 1% chỗ này thì chúng ta suy ra được là R bình bằng 1% tương ứng là bằng 0.01, thì suy ra R sẽ bằng là 0.1. Hả? Mà R bằng 0.1 thì tôi thế vô chỗ này chúng ta sẽ tìm được Q. Đó. Và thế vô đây thì chúng ta sẽ tìm được B. Tương ứng, tương ứng sẽ là R bằng 0.1, Q bằng 0.4 và B bằng 0.5. Đó, nhanh chóng. Chúng ta bỏ vô đây, chúng ta bấm máy lại ra nào. Nè. Rồi, bây giờ coi đề bài nó hỏi cái gì. Theo lý thuyết phát biểu nào sau đây là đúng? Lại là cái câu mà có nhiều phát biểu, phải chọn ra phát biểu đúng. Câu số 1 và đáp án A. Nếu chỉ cho các cá thể lông xám của quần thể ngẫu phối thì đời con có kiểu hình phân ly theo tỷ lệ là 35 lông xám, 1 lông trắng. Lông xám mà ngẫu phối, lông xám là thằng này. Ngẫu phối. Vậy thì nó sẽ là chỗ này tương ứng mình thấy số rồi. Quy bình sẽ là 10.016 A2 cộng cho 2 lần QR. Q là 0.4, R là 0, thì sẽ là 0.08 A2 A3. Đó. Thì chỗ này bây giờ ngẫu phối, cho các cá thể ngẫu phối mình sẽ tìm ra A lên A2 và A lên A3. Thì chỗ này suy ra, muốn tìm ra được thì phải quy thằng này về một trước đã. Thì thằng này sẽ tương ứng là 0.16 trên 0.24 cộng hai này là A2 cộng cho này là 0.08 trên cho 0.24 A2 A3. Thì thằng này suy ra A lên A3 thì bằng thằng này chia cho đôi nữa, thì 0.08 mà chia cho 24 thì tương ứng là 1/3, mà nó chỉ có 1 phần thôi, thì A lên A3 sẽ bằng là 1/6 và A lên A2 sẽ bằng là 5/6. Tới chỗ này là chúng ta tìm ra được đáp án rồi. Nếu cho thằng lông xám ngẫu phối với nhau thì sẽ ra là 35 lông xám, 1 lông trắng. Thì số lông trắng là chỉ có thằng này nhân với chính nó là cho ra lông trắng mà thôi. Thì tương ứng là bằng bao nhiêu? Thì nhân với này sẽ ra là 1/36, có nghĩa là 1 con lông trắng, còn lại là tất cả 35 con còn lại là lông xám. Vậy thì đáp án A là đáp án đúng. Rất là may trong cái đề này thì đáp án A là đáp án đúng mà nó lại là đáp án đầu tiên. Rồi chúng ta coi những cái đáp án còn lại. Câu B. Nếu chỉ cho các con lông đen trong quần thể ngẫu phối thì đời con có kiểu hình lông xám thường chủng là 16%. Lông đen mà ngẫu phối thì chúng ta cũng thế số vào. Thế số vào. Sau đó chúng ta cũng thực hiện như thế này và tìm ra cái A lên đó là A2. Tìm ra cái A lên A2 rồi lấy chính nó nhân cho nó coi nó bằng bao nhiêu. Thì mới A2 nhân A2 thì nó mới ra là lông xám thường chủng thôi. Đó, coi nó bằng bao nhiêu. Rồi đáp án C. Tổng số con lông đen dị hợp tử và lông trắng của quần thể chiếm 48%. Lông đen dị hợp tử, lông đen dị hợp tử là thằng này cộng với lông trắng là 48, thì mình coi thằng này bao nhiêu. Thằng này là 20, 0.4
Rồi. Phần này BR là 0.05 nhân với 2 là 0.1. Cộng với thằng này là 0.01. Vậy thì 0.5 cộng nè 0.51 rồi ha. Vậy đáp án C là sai. Đáp án D, số con lông đen có kiểu gen đồng hoặc tử trong tổng số con lông đen là 25%. Số lông đen đồng hoặc tử trong tổng số con lông đen hả? Vậy thì bây giờ mình tính tổng số con lông đen là bao nhiêu, rồi coi con lông đen đồng hoặc tử này là bao nhiêu. Đó. Thằng này là 0.4, này 0.1, thằng này là 0.25. Vậy cộng lại là 0.75. 0.75 mà lông đen là 0.25 trên 0.75 thì nó sẽ là bằng 1/3. 1/3 tương ứng là gần bằng là 33.3%. Vậy thì không phải là 25%, đáp án D cũng là đáp án sai. Vậy câu này là đáp án A. 49 đáp án A. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu 50, câu cuối cùng. Đây cũng là một cái câu tương đối khó. Ở một loài côn trùng gặp nhiễm sắc thể, giới tính XX là cái, XY là đực, tính trạng màu cánh, tính trạng màu cánh do hai cặp gen cùng phân ly độc lập cùng quy định. Con cái cánh đen thường chủng lai với con đực cánh trắng thường chủng. Vậy bây giờ hai cặp gen cùng quy định, vậy mình quy định là mà hai cặp gen chỉ quy định một tính trạng, vậy thì đây nó sẽ là có cái sự tương tác lẫn nhau. Đó. Cho F1 toàn là con cánh đen. Cho F1 lai với cá thể có kiểu gen đồng hợp nặng thì thu được FA có tỷ lệ là hai con đực cánh trắng. Vậy chúng ta cái đề bài cho như thế này. Cho con cái nè B thường chủng cái đen lai với đực trắng ra 100% là đen, vậy đen là trội. Rồi cho con này lai phân tích, phân tích thì ra FA sẽ có là hai đực trắng, một cái đen, một cái trắng. Vậy thì chúng ta thấy là chắc chắn là thằng này phải dị hợp hai mặt thì khi lai phân tích thì nó mới cho ra bốn kiểu, cho ra bốn tổ hợp, mà bốn tổ hợp lại có chín đực cái trong đây nữa. Vậy thì nó sẽ có một cái cặp nó nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Đó. Vậy thì mình quy định cặp nào nằm nhiễm sắc thể giới tính. À, ví dụ như cặp B nằm nhiễm sắc thể giới tính này. Vậy thì mình sẽ từ cái chỗ này mình suy xuống kiểu ra. B từng tử nè, kiểu ra nè. Con cái thì sẽ là X bên lớn, X bên lớn. Thường chủng là A lớn, A lớn. Lai với con đực trắng thường chủng thì sẽ là X B nhỏ Y. Ở đây sẽ ra F1. F1 sẽ là này cho một giao tử, này cho hai giao tử. Đó là này khi kết hợp với này sẽ ra là A lớn, A nhỏ, X, B lớn, X, B nhỏ. Và A lớn, A nhỏ, X, B lớn, Y. Cho con đực F1, con đực F1 là đây, lai với con cái thường trùng, lai với con cái trắng đồng hợp lặng thì đây x a nhỏ a nhỏ, x b nhỏ, x b nhỏ thì sẽ ra được là fa. Fa, fa tương ứng sẽ là phần này cho 4 giao tử, phần này cho 2 giao tử là ra 4. A lớn, A nhỏ thì sẽ có 2 hàng A lớn, A nhỏ và 2 hàng A nhỏ, A nhỏ.
A lớn A nhỏ x B lớn x B nhỏ. Và A lớn A nhỏ x B nhỏ y x B nhỏ y. Tương ứng đây sẽ là x B lớn x B nhỏ và x B nhỏ y. Rồi thì coi về đúng chưa? Một cái đen, một cái trắng, à, một cái đen, một cái trắng. Tại vì có cả hai thằng thì mới quy định một tính trạng, mới quy định màu sắc đen. À, rồi một đực, hai đực đều chỉ có một thằng tính trạng trội thôi, do đó hai thằng đều trắng hết. Cho F1 ngẫu phối, cho F1 ngẫu phối. À, tìm đã cuối cùng rồi, bây giờ người ta kêu mình là lấy hai này lại rồi đó nha. Đó, ngẫu phối theo lý thuyết số con cánh trắng ở F2, số con đực là bao nhiêu. Vậy thì bây giờ cách đơn giản nhất trong cái này thì chúng ta sẽ tạo ra cái bảng. Đây là con cái, đây là con đực. Chúng ta lấy những nhân tử chúng ta cần tìm thôi. Rồi. Đây là con cái cho bốn loại vô tử, đó là A lớn x B lớn, A lớn x B nhỏ, A nhỏ x B lớn và A nhỏ x B nhỏ. Con đực cũng tương tự vậy, A lớn x B lớn, A lớn y, A nhỏ x B lớn và A nhỏ y. Đó. Bây giờ coi chúng ta tìm cái gì. Theo lý thuyết trong tổng số con cánh trắng ở F2, con cánh trắng ở F2 có nghĩa là cái con mà nó sẽ chỉ có một vô tử trội, một loại vô tử trội hoặc một loại A lên trội hoặc là không có A lên trội ha. Vậy thì thằng này là thằng có thằng A lớn và có thằng B lớn rồi, thì tương ứng là thằng này sẽ ra trội hết, tương ứng thằng này cũng vậy sẽ ra trội hết. Vậy thì không thể nào những trường hợp này mà nó ra cánh trắng được. Vậy thì còn trường hợp còn lại nè, thằng này nè, thằng này có A lớn nè, kết hợp với thằng này có B lớn cũng ra là cánh đen. Thằng này là có B lớn, thằng này có A lớn cũng sẽ ra là cánh đen. Vậy còn lại là cánh trắng. Vậy thì đây sẽ là A lớn, x, B nhỏ, y. À, thay đổi màu trắng đi cho nó dễ thấy. A lớn, x, B nhỏ, y. Đây, A lớn, A nhỏ, x, B nhỏ, y. Đây, A nhỏ, x, B lớn. Đây là A nhỏ, x, B lớn, x, B nhỏ. Đây là A nhỏ, A lớn, A nhỏ, x, B nhỏ, y. A nhỏ, x, B lớn, y. A nhỏ, x, B nhỏ, y. Rồi, có mấy thằng cánh trắng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thằng trắng. Có mấy đực? 1, 2, 3, 4, 5, 5 đực. Đáp án của chúng ta. Và thật sự nếu cái bài này mà bạn nào mà tin mắt thì chúng ta có thể nhìn ra đáp án luôn. Đó là gì? Khi hai tính trạng trội cùng quy định ra kiểu gen, ra cái kiểu hình trội, ra kiểu hình trội, thì đây có phải là tương tác bổ sung theo dạng đó là 97, còn lại tất cả những thằng còn lại là đều trắng hết, thì là 97. Vậy thì số trắng chắc chắn là con số 7, không thể nào là con số khác. Vậy thì nếu là con số 7 thì tỷ lệ con đực sẽ có thể là dao động từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Đó, từ 1 tới 7. Vậy thì coi có thằng nào rút gọn được không?
một còn bảy không có gọn được, hai bảy không được, ba bảy, bốn bảy, năm bảy, sáu bảy, bảy bảy chỉ có bảy bảy gọn ra một. Nhưng mà trong đề, trong bốn đáp án chúng ta thì có gì, một phần ba nè, hai phần ba nè, ba phần năm nè, và năm phần bảy, thì chỉ có một cái duy nhất mà chúng ta có thể chọn đó. Nếu mà chúng ta phát hiện được vấn đề sớm, biết đây là một cái bài toán dạng là tương tác bổ sung dạng 97 mà có dính giới tính vào đó, thì sử dụng cái phương pháp này chắc chắn những thằng còn lại đó là 7, những thằng trắng đó là 7. Vậy thì coi coi đáp án nha. Chừng nào mà nó lỡ nó trùng hai ba cái đáp án, cũng ví dụ như là 2 phần 7, 3 phần 7 hay 5 phần 7 gì đó, thì chúng ta sẽ làm như thế này. Còn nếu mà chỉ có một cái duy nhất thì chúng ta chọn luôn cho rồi nha. Đó là cái mà chúng ta tiết kiệm thời gian. Thì qua cái sự hướng dẫn của thầy thì mong là sẽ có một cái sự nào đó giúp đỡ các em để tìm hiểu rõ hơn về cái cách làm, cách giải quyết cái đề thi quốc gia vừa rồi. Chúc các em thành công.